Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách nấu canh chua cá da bè. Thì đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái chảo, rồi cho một ít tỏi và sả. Bây giờ mình sẽ chiên sơ cá nha. Khi mà tỏi của mình gần vàng á, mình sẽ múc lại một ít, mình chừa lại để một hồi mình sẽ cho vào nồi canh chua của mình nha. Rồi bây giờ sả tỏi của mình đã thơm, bây giờ mình sẽ múc lại một ít, mình chừa. Múc lại một ít nha. Giờ mình sẽ chiên sơ cá. Cá ở đây thì mình sử dụng là khoảng 600 g cá. Mình chỉ cần chiên sơ sơ nó cho nó hơi vàng, cho nó dậy cái mùi thơm lên là được rồi. Rồi cá của mình là nó hơi vàng vàng vậy là được rồi nha. Bây giờ mình sẽ nấu nước. Rồi bây giờ các bạn bắt lên cái nồi, chuẩn bị cho mình khoảng 2 lít nước nha, nấu cho sôi. Thì nước á, thì cái lượng nước thì tùy theo gia đình bạn nha. Các bạn sử dụng, ở đây thì mình sử dụng không tới 2 lít nước đâu, khoảng 1 lít 75 hả. Giờ mình sẽ nấu cho nó sôi. Rồi về gia vị thì các bạn sử dụng cho mình là một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê hạt nêm. Rồi sử dụng cho mình là một muỗng canh muối. Muối thì các bạn sử dụng muối cục thì nó sẽ không có mặn hơn nha. Và hai muỗng canh nước mắm và khoảng 65 g đường. Mình sẽ cho vào nha. Rồi các bạn sử dụng cho mình là một cục me, vậy là khoảng 60 g. Và sử dụng cho mình thêm 3 trái tắc. Nếu như mà không có tắc thì các bạn sử dụng me hết toàn bộ cũng được, nhưng mà tắc nó sẽ đem lại một cái mùi thơm nhẹ. Giờ mình sẽ chờ cho nước sôi nha. Rồi cái cục me hồi nãy đó, các bạn cho nước sôi và mình dầm me nha. Mình dầm khoảng 4 đến 5 lần cái nước này, cái mình đổ. Mình đổ vô đây rồi mình dầm tiếp. Mình dầm vậy là khoảng 4 đến 5 lần cho nó lấy hết toàn bộ những cái chất chua ở trong me ra nha. Rồi tắc thì các bạn xắt 3 trái tắc hồi nãy mình đã nói đó. Các bạn xắt, các bạn nặn vào đây hết luôn cho mình. Rồi giờ mình nặn cái tắc vào nha. Các bạn nặn hết cái 3 trái tắc nãy vào luôn. Các bạn nhớ lấy hột ra nghe, lấy hột bỏ. Để cho cái nước mà nó được trong á, các bạn lấy cái vợt á, các bạn vợt cái nước. Hoặc là cái lúc lượt me á, các bạn lượt vào qua một cái vợt thì cái nước mình nó sẽ trong, nó sạch hơn nha. Mình lượt cho nó sạch, cho nó trong nước lại. Rồi bây giờ các bạn cho mình vào khoảng một muỗng ăn canh đường nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái sả tỏi mà hồi nãy mình phi thơm á, mình chừa lại đó, mình cho vào luôn. Và các bạn cho mình khoảng một muỗng canh sả tươi nha, sả tươi á. Bây giờ mình sẽ cho cá vào. Vậy là tổng cộng mình xin lỗi, vậy là sau khi mà nêm sơ hồi nãy đó, các bạn nêm cho mình tiếp nữa là 2 muỗng rưỡi canh đường vào nha. Nói chung thì tùy vào cái khẩu vị của các bạn, nhưng mà mình đã nêm thêm nữa 2 muỗng rưỡi canh đường. Mình sôi rồi, giờ mình sẽ cho các loại rau vào. Cá của mình nó cũng đã chín rồi.
Rồi sau khi cá chín rồi các bạn cho rau cần và ngò gai vào nha. Các bạn chú ý là các bạn phải dặn lửa vừa thôi, đừng có dặn lửa lớn quá, lửa lớn thì nó sẽ làm cho cái cá của mình nó sẽ bị bể ra. Rồi rau thì các bạn sử dụng cho mình là giá nè, su đũa nè, đây là bạc hà, cà thì sử dụng là một trái hoặc là hai trái cù nèo, cái này là rau đắng ruộng. Rồi rau thì mình sử dụng bao nhiêu đây, nếu như mà các bạn thích, gia đình các bạn thích ăn khóm á, thì các bạn có thể sử dụng một miếng khóm bỏ vào cũng được. Rồi các bạn sau khi mà nước nó sôi trở lại, các bạn cho cà chua vào nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho bạc hà vào nha. Bạc hà nè, giá nè, su đũa nè, dùm chờ cho nước sôi lại. Rồi mình cho rau đắng với cù nèo vào nha các bạn. Mình cho nước nó sôi trở lại là nó sẽ chín rau và bạc hà rồi. Rồi bây giờ mình chờ cái này sôi lại là mình đã có thể ăn rồi, múc ra tô nha các bạn. Giờ để cho nó sôi cái mình tắt bếp là được. Rồi bây giờ canh của mình đã sôi thì mình đã có thể tắt bếp rồi nha. Rồi giờ mình sẽ múc ra tô. Giờ này mình sẽ múc ra tô và thưởng thức thôi. Cái này là mình ăn với cơm nóng hoặc là ăn với bún cũng ngon nữa. Ăn với bún giống như là mình ăn lẩu vậy đó, lẩu chua. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.